chào các bạn khán giả của kênh Bốn Mùa Ẩm Thực nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở trên đường Tân Hòa Đông, ở đây thuộc phường 14, quận 6, gần ngay đối diện ngay chợ Phú Lâm luôn đó các bạn. Thì ngay chỗ này đây thì mình thấy có một cái tủ, một cái xe heo quay, bán heo quay và bánh mì heo quay, và khách tới mua cũng khá là nhiều đó các bạn. Và nhìn cái tủ mới và rộng rãi và nhìn cũng dễ xinh đó các bạn. Cho nên mình quyết định vào đây mình sẽ quay một số ảnh về cái món bánh mì heo quay và heo quay ở đây cho các bạn cùng xem. Mình mời các bạn cùng vào cái tủ bánh mì và xe bánh mì bên dĩa hè này nha các bạn. Mới mở ra thì hiện giờ mình thấy khách đến mua cũng nhiều đó các bạn. Còn chị này đang xây cái lâu đài bánh mì nè. Chị có hồi hộp không chị? Đi làm chị có hồi hộp không? Nếu đừng lộn. Nếu đừng lộn mà cũng hơi nguy hiểm à. Khách đang chờ mua cũng nhiều đó các bạn. Và bánh mì heo quay hiện giờ mình thấy lên rất là nhiều luôn. Rồi cho chặt con nửa ký heo quay đi. Chặt luôn hả chị ơi? Rồi mình thấy thịt heo quay, rồi bánh mì, rồi rau ăn bánh mì đồ cũng khá là nhiều các bạn. Cái phần heo quay của chị này mình thấy có da, rồi có ba rọi á, rồi có mỡ rồi các bạn. Nhìn rất là mới luôn nha. Còn nóng hỏi luôn á. Heo quay ba rọi chị bán bao nhiêu một ký? Ba rọi 300 đồ 280 à. Cái đùi là cái này phải không? Dạ đúng rồi. À. Ba rọi là 300. Dạ. Đùi 380. À 280. Lúc này chị treo thịt lên rất là nhiều luôn các bạn. Cái này xá xíu hả chị? Dạ xá xíu. Chị bán bao nhiêu chị? Dạ ba xíu 300. À, ví dụ khách nó muốn ăn bánh mì xá xíu rồi cũng có à? Dạ đúng. Giá cũng vậy hay sao? Dạ, cũng 17 ngàn. Ăn nhiều thì thêm thịt một chút. Dạ. Chỉ 17 ngàn một ổ bánh mì heo quay thôi nha các bạn. Thấy cây dao chị cầm chặt chắc là nặng lắm hả chị? Dạ đúng rồi. À. Nặng thì nó chắc chặt nó mới đẹp. Có 850g mà đâu có nặng. 850g ngày nào cầm như hoài đó. Cái này chị khỏi cần đi tập tạ. Dạ đúng rồi. Vui nha các bạn. Dưa leo rồi, heo quay. Rau hay có hành ngò rồi các bạn. Cái nước sốt này chắc cũng là đặc biệt của chị ha. Ủa thì chị bán bao nhiêu chị? Dạ 17 ngàn anh. À. Mình thấy bán vậy chứ cũng bình dân nha các bạn. Chỉ có 17 ngàn thôi. Chị bán 20 luôn cho lỡ cỡ rồi. Thì ai muốn ăn bán nhiều à? 20 thì em thêm thịt chút. Giá căn bản là 17. Dạ, còn khách muốn ăn thêm bao nhiêu thì tính thêm được. Ớt chị cắt sợi nhìn rất là đẹp nha. Nhìn thấy rau đồ dưa leo đồ tươi đó các bạn. Và rất là nhiều luôn. Chị chất đầy chất ngất luôn. Ở đây bánh mì không thì chị bán 2 ổ chỉ 5 ngàn các bạn. Khách này gọi ổ bao nhiêu chị? Dạ khách ăn 20. Ổ đậu 20 dạ, hả? Không dưa không ớt. Dạ 5 ngàn. 20 đầy đủ muối tiêu. Vừa không ớt luôn. Ổ 17 nha các bạn. Thì các bạn có ăn thêm thì ổ 20, 25 thì tùy các bạn. Cái quay để lò mình làm hết luôn hả chị? Dạ. Hơi bánh mì nè, rồi gò các bạn, rồi cái hành cắt sợi nè, rồi những dưa leo cũng cắt rất là dài, cũng rất là dày luôn. Ớt cũng vậy các bạn, mọi thứ đều dạng sợi hết. Lúc này thấy chị cũng bán liên tục luôn các bạn.
thấy bán vỉa hè cũng dễ, khách đi làm đi ngang tấp vào và mua ổ bánh mì rồi mang đi. Những cái miếng thịt heo quay ở đây, cái lò của chị quay mình nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Cái miếng heo quay nó vàng ôm, nhìn da nó nổ giòn các bạn. Mình quay tới thì nó rút, nó có thể là nhóc ký, nhưng nó sẽ ngon và nó vàng ôm. Còn mình quay chưa tới thì nó sẽ bị, nó còn màu trắng đó các bạn. Mình quay tới nhìn cái miếng thịt heo quay nó vàng đẹp và nó ngon hơn. Ở đây chị bán tới 1 giờ chiều các bạn, cho nên chị cũng chuẩn bị nhiều thứ ha. Dưa leo nè, rồi ớt nè các bạn. Rồi những cái bịch nước chấm để người ta ăn heo quay đó, rồi hành, ngò rồi. Bán một chút thì bánh mì nó sẽ vơi á, thì sẽ bỏ thêm bánh mì vô. Nhìn cái tủ rất là đẹp đó các bạn. Xe buýt ghé xuống mua luôn à. Cái chỗ xe bánh mì và bán heo quay, bánh mì heo quay của chị rất là đắt luôn. Câu hỏi là chị bán được bao nhiêu năm mà chị? Dạ, em bán được 6 năm. À, 6 năm ngay chỗ này luôn hay là? Dạ, đúng rồi, trước em bán điện máy xanh dậm về đây. Và mình thấy cái tủ của chị rất là mới và đẹp nữa. Dạ. Là chị mới đổi hả chị? Dạ, đúng rồi anh. Để lâu chưa? Em đổi được 5 rưỡi rồi. Mỗi ngày mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ, từ 4 giờ sáng tới 13 giờ chiều. Dạ, 4 giờ sáng tới là 1 giờ chiều đó dạ, ha? Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ. Cái lượng khách của chị cũng thấy lâu năm á, cho nên cũng khá đông luôn hả chị? Dạ, đúng rồi. Thì 300 kg phải không chị? Dạ. Hỏi chị 25,5 được không chị? Để nguyên 25,5 lấy hết rồi mọi người. 75 ngàn. Chị em ơi. Lấy chị. Miếng này là 2,5 lạng các bạn. Không hành ngò. Một ổ dưa ớt. Chắc mối ruột à, có thường em thường mua hả? Cái lượng bánh mì đang lên rất là nhiều các bạn, bởi vì chị bán từ sáng tới 1 giờ luôn nên sẽ bán bánh mì rất là nhiều. Mua bao nhiêu vậy chị? Dạ nửa ký anh. À, nửa ký 150 ha. Dạ. Chặt luôn. Cái dao nặng và lại thớt to các bạn, chặt rất là chắc luôn. Thì miếng thịt nó mới ngon, không bị bể da. Miếng nào ra miếng nấy. Cao thủ chặt heo quay à. Thấy cái miếng thịt cũng ngon các bạn. Nó da nè, rồi có một ít mỡ, rồi phần thịt cũng khá là nhiều.
mình thấy cái da nó nổ giòn luôn các bạn. Chị có kèm thêm gì không? Dạ có nè. Rau dưa ớt thì chấm rau dưa ớt đầy đủ luôn. Có ăn được không? Có đúng không? Rau rất là tươi các bạn. Chỗ này rồi ăn kia cũng vậy, bánh mì để rất là nhiều luôn. Đây ba chị em bán các bạn thấy cũng rất là vui luôn. Chị nào cũng đeo khẩu trang hết. Nói chung rất kỹ các bạn. Cái màu đẹp quá. Đây mình cắt sợi ra chị ha. Cái này để cho à. Mình để nguyên cho người ta mua thịt heo á. Còn bánh mì thì mình sẽ cắt ra. Khách mua mấy ổ vậy chị? Dạ 8 ổ. À, nhiều quá ha. 8 ổ luôn. Không ớt, trang lạc, bà lấy thịt nạc. Cô ăn rất là kỹ ha. Đây khách mua bao nhiêu chị? Dạ 7 lạng anh. À, chặt luôn ha. Dạ. Kèm những cái đồ đầy đủ hết chị ha. Đó, nước chấm rồi dưa ớt luôn, ớt rất là nhiều và rau luôn. Nước chấm này là tự chị cũng pha chế luôn hết chị ha. Dạ. Này chắc có nước tương rồi hả chị? Dạ đúng rồi. Nhìn đó là cái bí quyết nha các bạn, mình không có đi sâu nhưng mà nhìn cũng rất là hấp dẫn nha. Cái chén này rất đặc biệt á. Xe heo quay 68 bán trên vỉa hè của đường Tân Hòa Đông, ở đây thuộc phường 14 quận 6 ở Sài Gòn đó các bạn. Địa chỉ của xe heo quay 68 là bán trước số nhà 68 và 68A Tân Hòa Đông, phường 14 quận 6. Mọi thông tin về địa chỉ giờ bán và bản đồ chỉ đường mình cập nhật trong video và trong phần mô tả của video rất đầy đủ. Các bạn quan tâm thì xem qua nha. Ổ bánh mì heo quay chỉ 17.000 thôi bạn. Chị cũng chan nước sốt vào nè. Mình thấy có hành, ngò, rồi ớt các bạn, rồi dưa leo ha. Một bánh mì cũng thấy cũng rất là giòn đó các bạn, bánh mì mới mà. Rồi heo quay trong đây cũng nhiều nữa nè. Ổ chỉ 17.000 thôi nha các bạn. Mình ra mời các bạn nha. Bánh mì cũng còn nóng và giòn nha các bạn, bánh mì rất là giòn. Da heo quay nó cũng giòn các bạn. Mình cảm giác cái nước sốt cũng được chan vào cũng khá là ngon. Anh chị chan vừa phải các bạn, nó không có ướt và nó không có mặn các bạn, ăn nó vừa ăn ha. Cái heo quay thì da nó giòn các bạn, nhưng mà nó có phần mỡ đó, ăn nó cũng khá là béo. Trong đây có hai cái phần giòn là da heo và cái bánh mì các bạn. Cái phần thịt nó thấm gia vị các bạn, ăn thấy nó cũng đậm đà ha. Mình
thích ăn cay các bạn, nên bỏ ớt nhiều á, trên nó cũng hơi cay. Ngoài ra trong này có hành cắt sợi, ngò cũng cắt á, rồi dưa leo các bạn, nên ăn nó đỡ cái vị ngậy, đỡ cái bị béo á. Mình cảm giác cái ổ bánh mì heo quay ở đây 17.000 mình thấy cũng khá là ngon các bạn, cũng vừa ăn. Nếu các bạn nào ăn mạnh thì có thể là gọi thêm một ổ 20.000 hay là 25, gọi thêm thì chị tính thêm ha. Rồi ngoài bánh mì heo quay thì chị làm bằng cái ba rọi đó các bạn, thì các bạn có thể ăn bánh mì xá xíu, hoặc là các bạn có thể mua heo quay, thịt ba rọi, hoặc là thịt đùi, hoặc là thịt xá xíu về nhà ăn ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mình chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Mình rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Các bạn nhớ đón xem những video tiếp theo của mình. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn các bạn ở video sau nhé. Bye bye.